Kính chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hàng ngàn người ở Mỹ, Canada và châu Mỹ Latin tham gia chiến dịch gọi là theo dõi loài chim nhân mùa Giáng sinh lần thứ 112 do một tổ chức bảo vệ thiên nhiên của Mỹ bảo trợ. Chiến dịch kéo dài trong vòng 3 tuần lễ từ giữa tháng 12 cho tới đầu tháng Giêng, và những dữ liệu thu thập được từ chiến dịch này sẽ giúp cho các nhà khoa học hiểu được những biến đổi môi trường ảnh hưởng tới loài chim như thế nào. Mời quý vị theo chân đoàn người quan sát chim muông ở gần thủ đô Washington của Hoa Kỳ trong video sau đây. Khu công viên Hundley tại tiểu bang Virginia là địa bàn sinh sống của nhiều loài chim. Bà Anna Aguayes và chồng bà sống kế bên khu công viên đầm lầy rộng 588 hecta này. Vào lúc họ chuẩn bị đi theo dõi chim tại công viên Hundley, bà Aguayes cho biết hai ông bà đã tham gia các chuyến quan sát chim này trong nhiều năm. Tôi vẫn muốn tiếp tục theo dõi chim và xem đó là cách giúp ích cho xã hội. Vào buổi sáng ngày đầu năm mới, cặp vợ chồng này và những người khác mang theo ống nhòm và sách vở nói về chim róc. Theo dõi chim là một thú tiêu khiển được ưa thích đứng thứ nhì tại Hoa Kỳ. Ông Ray Smith đã du hành khắp thế giới để quan sát các loài chim. Có nhiều giống chim rất đẹp, quan sát tìm hiểu chúng thật là thú vị. Ông sử dụng một kính viễn vọng và một ống nhòm để có thể thấy rõ hơn. Bà Aquayes đếm được một số chủng loại đã được xác định trước đây. Bà Ruth Gatz nhận ra một con diệc màu trắng hiếm thấy tại công viên này vào mùa đông. Thật là tuyệt vời khi thấy có nhiều loại chim ở đây. Bà và cậu con trai 12 tuổi tên Joe đã đi quan sát chim nhân mùa Giáng sinh lần đầu tiên. Em nghĩ rằng đi quan sát chim rất quan trọng để tìm hiểu cách sinh hoạt của loài chim. Em cũng nghĩ rằng đi quan sát chim rất vui. Chuyến đi còn vui hơn nữa khi họ chứng kiến một con chim cắt hiếm thấy săn đuổi một con chim khác. Ông Smith dùng viễn vọng kính và điện thoại di động để chụp hình một con chim ưng loại nhỏ. Con chim cắt này hiếm khi thấy tại công viên Hundley. Nó là một trong những loài chim bay nhanh nhất thế giới. Được trông thấy con chim này thật là đáng công. Dữ liệu cho thấy số chim cắt và một số loại chim khác đang sụt giảm. Nhà khoa học Gary Lam nói rằng lý do sụt giảm chủ yếu là vì địa bàn sinh hoạt của loại chim đang bị tàn phá. Chỉ trong vòng 40 năm qua, hầu hết các chủng loại chim đã sụt giảm từ 40 tới 80%. Dữ liệu cũng cho thấy chim chóc ở vùng Bắc Mỹ di chuyển lên phía Bắc xa hơn vào mùa đông. Ông Lanham cho rằng đó là về hiện tượng tăng nhiệt do biến đổi khí hậu. Sẽ có thay đổi đáng kể về sự di chuyển của chim trong các năm tới do tình trạng tăng nhiệt của trái đất. Thông tin thu thập được trong hơn 100 năm quan sát chim giúp các nhà khoa học xác định những chủng loại chim có nguy cơ tuyệt chủng và góp ý về cách bảo vệ những địa bàn di chuyển và sinh sản của chúng. Bà Aguayes nói rằng điều đó là quan trọng bởi vì con người và động vật dựa vào hệ sinh thái giống nhau. Nếu ta bảo vệ động vật trong môi trường tự nhiên, có nghĩa là ta bảo vệ cho chính chúng ta. Bà rất mừng khi thấy công viên Hundley vẫn được xem là nơi tạm trú cho chim chóc và cho những người muốn thưởng thức vẻ đẹp của chúng. Đến với voatiengviet.com để xem các video tin tức và phóng sự, tương tác với độc giả khắp nơi, trực tiếp thảo luận trong tạp chí Thanh niên, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều, thông tin để tiến bộ.